Chiều ngày 8 tháng 11, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn Thermtron đã đến trụ sở báo Tuổi trẻ tại thành phố Hồ Chí Minh, ủng hộ đồng bào miền Trung hơn 100 triệu đồng nhằm chia sẻ phần nào những mất mát với bà con trong cơn bão vừa qua. Chia sẻ với báo Tuổi trẻ, chị Nguyễn Thị Mai Phương, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn Thermtron, chuyên sản xuất các bộ phận dây thiết bị chịu nhiệt dùng trong ngành điện và điện tử, nằm trong khu công nghiệp Việt Nam Singapore 1 cho biết, lãnh đạo công ty là ông Mark Jessries, quốc tịch Mỹ, rất đam mê làm từ thiện. Vừa qua, thấy thông tin báo tuổi trẻ tiếp nhận ủng hộ đồng bào miền Trung trong đợt bão lũ, nhằm phần nào chia sẻ với bà con, ông đã kêu gọi toàn bộ nhân viên quyên góp và ủng hộ 5.000 đô la Mỹ, tương đương với 113 triệu 500 ngàn đồng. Bà Nguyễn Thị Hương, ủy viên ban biên tập báo tuổi trẻ đã gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn thể lãnh đạo, nhân viên công ty trách nhiệm hữu hạn Thermtron.